chào mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Ngày 5 tháng 9, gần 24 triệu học sinh sinh viên trên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2018-2019. Tình trạng nợ thuế khó đòi gia tăng, cần có các giải pháp quyết liệt, kể cả sử dụng công cụ pháp lý mới để giải quyết nợ thuế. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, vào trưa ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương, tức chiều ngày 5 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ra sân bay đón đoàn có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ các nước ASEAN tại Liên bang Nga và hơn 200 kiều bào, lưu học sinh đại diện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại đây. Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vai trò người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2014. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đại hội lần thứ 12 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam sang Nga sau khi Tổng thống Putin tái đắc cử vào tháng 3 năm nay. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm mục đích củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam, coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong chính sách đối ngoại hướng đông của mình, Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trước thềm các sự kiện lớn của hai nước, đó là kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga khá toàn diện, trong đó quan hệ kinh tế thương mại phát triển tích cực kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực vào tháng 10 năm 2016. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 30% một năm, đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Việc triển khai hiệp định này sẽ là cơ hội tạo bước đột phá, tiến tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tính đến nay, Nga có 116 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 990 triệu đô la Mỹ, tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực dầu khí, công nghiệp, chế tạo, năng lượng, khai khoáng, giao thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga 23 dự án tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, thương mại, nông nghiệp. Các dự án đầu tư lớn của Việt Nam sang Nga gồm liên doanh dầu khí Rusvietpetrol, Gazprom Việt, dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, dự án tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn Hà Nội Moscow. Bên cạnh đó, hợp tác về năng lượng, quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự cũng là một điểm đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Đây là những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, truyền thống và có sự tin cậy cao. Ngoài ra, hợp tác giáo dục đào tạo ngày càng phát triển. Mỗi năm, Nga cung cấp khoảng 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, là nước tiếp nhận nhiều nhất trong số gần 50 nước nhận lưu học sinh theo diện hiệp định và ngân sách nhà nước. Hiện nay có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga. Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, trao đổi toàn diện về quan hệ hai nước, thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế nhằm tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả. Ngay sau khi đến thủ đô Moscow vào tối ngày 5 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Medvedev. Nội dung cuộc hội kiến chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong các bản tin thời sự sau. Vào sáng ngày 5 tháng 9, trong không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội.
Tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học 2018-2019, báo hiệu năm học mới đối với thầy và trò nhà trường cùng gần 24 triệu học sinh sinh viên trên cả nước. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước khẳng định, giáo dục là nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Nhấn mạnh, năm học 2018-2019 là năm học có ý nghĩa quan trọng. Đây là năm học ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thầy và trò nhà trường cần phát huy truyền thống 110 năm của trường Bưởi Chu Văn An, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Cùng ngày phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới các học sinh, sinh viên dân tộc ít người để mọi người Việt Nam, dù ở bất cứ vùng miền nào, đều được sánh vai trong phát triển. Dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi tới đồng bào các dân tộc Tây Nguyên năm 1946, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những tâm nguyện và lời căn dặn của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị đối với mảnh đất Tây Nguyên ruột thịt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, dành ngân sách thỏa đáng để cải thiện phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, lo tốt hơn điều kiện ăn ở, đi lại cho các cháu ở vùng sâu, vùng xa. Và phải làm sao để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo, đồng bào dân tộc đều có cơ hội học tập, tiến thân, kể cả cơ hội trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông. Và cũng trong lúc này, tại huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa, nơi vẫn đang bị cô lập vì mưa lũ, bị sạt lở đất, nơi mà nhiều lớp học, nhà bán trú của học sinh, nhà công vụ của giáo viên tại đây đã bị vùi lấp, hư hỏng nặng, thì thầy và trò nơi đây đã có một ngày khai giảng thật đặc biệt. Lễ khai giảng kết hợp giữa các trường tại xã Tam Trung, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ngày đầu tiên đi, các con xinh xinh đã dễ sát non thầy chúng ta trong ngày hội khai trường hôm nay. Đây sẽ là dấu ấn in đậm trong ký ức tuổi học trò. Rồi từ đây, các em sẽ được... Lễ đón học sinh lớp 1 và lớp 6, chỉ 1/3 học sinh các trường đến dự. Nhiều em không kịp tham gia lễ khai giảng vì sạt lở đường, nhà vùi lấp. Sân trường tiểu học Tam Trung, vị trí bằng phẳng còn lại trong xã để các em có thể tập trung về đây. Hôm nay là dịp để các em khoe tài năng của mình với các bạn. Bố mẹ các em cũng có mặt. Có những gia đình ở đây đã mất người thân, nhà và tài sản. Thấy mọi người vui cười xem ca nhạc, xem văn nghệ, văn hóa thì mình chỉ ngồi chảy nước mắt thôi. Chỉ mong cho con sớm bình tâm mà đi học với các bạn. Cả ba trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Tam Trung đều thiệt hại rất nặng. Có những trường đã hỏng hoàn toàn. Ngay sau lễ khai giảng, thầy cô và các em lại tiếp tục dọn dẹp. Khu nhà bán trú bị đổ sập, toàn bộ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập bị vùi lấp. Con mong muốn là nhà trường sẽ không bị thế này nữa và sẽ có một ký túc mới để cho các em ở đây để khỏi phải nếu mà ở bản xa thì bị tắc đường không đi học được. Ở Mường Lát có 3 trường chưa thể khai giảng vì quá xa và bị cô lập hoàn toàn. Trường sẽ không khai giảng mà tổ chức học luôn vào ngày 7/9. Dù khó khăn đến đâu, cũng phải tiếp tục dạy tốt, học tốt là khẩu hiệu tại nhiều ngôi trường miền núi ở đây. Hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, tại Hà Nội gần 1.700 học sinh trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cũng bước vào năm học mới. Đây là ngôi trường học hòa nhập dành cho trẻ khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam. Những cảm giác hân hoan, phấn khởi trong ngày tựu trường của các em học sinh khiếm thị đã được phóng viên của chúng tôi ghi lại trong phóng sự sau đây. Ngày 5/9 năm nay là một ngày đặc biệt với gia đình chị Trang. Con gái chị, bé An Bình, chính thức bước chân vào lớp 1. Những lo lắng, hồi hộp,
giờ đây đã được thay thế bằng niềm hạnh phúc khi con được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Trong năm học mới, con hứa sẽ học tập thật tốt và trở thành học sinh giỏi. Rất là vui luôn, tại vì là sau bao nhiêu là cố gắng rèn luyện từng con chữ một thì phấn khởi. Và có lẽ là lúc nãy em còn suýt là khóc luôn ấy, tại vì là con thì chưa khóc, nhưng mà thực sự là với cái nỗ lực của gia đình này, sự cố gắng này, hy vọng này, mình cũng kiểu là tìm ra con đường mới, gọi là lật sang một trang mới luôn. Bé An Bình là một trong 14 học sinh khiếm thị vào học lớp 1 tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Minh Triều năm nay. Với mỗi học sinh khiếm thị khi nhập học tại trường, các em luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ điều kiện ăn ở cho đến học tập. Các bạn học sinh khiếm thị luôn là mối quan tâm của nhà trường cũng như là của các cơ quan chức năng. Trong năm học 2018-2019 này, nhà trường vẫn dành cho các bạn ấy sự quan tâm đặc biệt cũng như là những cái hỗ trợ thiết bị tốt nhất từ phía nhà trường. Mỗi bạn học sinh khiếm thị nhập trường sẽ được nhà trường tặng một bộ bảng bút viết chữ Braille và 10 quyển vở viết chữ Braille. Với những em nhà xa được tạo điều kiện để ở nội trú, và trong khu nội trú này, các em được các cô chăm sóc viên cũng như các thầy cô giáo quan tâm để làm sao cho các em cảm thấy không khác gì như mình đang ở nhà. Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu hiện nay có khoảng 170 học sinh khiếm thị từ lớp 1 đến lớp 9. Với mỗi trẻ khiếm thị, đến trường là một quá trình đầy thử thách nhưng cũng đầy những khám phá mới mẻ. Trên chặng đường ấy, cha, mẹ và thầy cô luôn đồng hành cùng các em. Trước xu thế phát triển toàn cầu, mô hình giáo dục toàn diện hứa hẹn đào tạo ra một thế hệ phát triển hài hòa về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng khiếu cá nhân trong từng lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, điều này trước đây dường như chỉ được chú trọng tại các trường quốc tế tư thục, còn các trường công lập thì phần lớn chỉ tập trung giáo dục tri thức. Nhưng trong nhiều năm gần đây, tại các trường công lập, xu thế hướng tới mô hình giáo dục toàn diện cũng đã được chú trọng. Trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, học phí cơ bản được nhà trường bao cấp, một số trường công lập cũng đã tìm giải pháp để hướng tới mô hình giáo dục toàn diện này. Trong vài năm gần đây, lễ khai giảng của trường trung học phổ thông này không còn nặng tính hình thức. Với định hướng lấy học trò làm trung tâm trong hoạt động giảng dạy, lễ khai giảng đã thực sự trở thành ngày hội để các em thả sức sáng tạo với những hoạt động văn nghệ chào mừng. Thầy cô đã lược bỏ bớt phần quan trọng ở phần lễ và thay vì đó tăng thêm cái sự nổi bật ở phần hội hơn, tức là bọn con được thưởng thức thêm nhiều tiết mục văn nghệ, như đặc biệt là cái tiết mục múa lân vừa rồi rất là hay và xuất sắc. Thực tế trước đây tại nhiều trường công lập, giáo dục chủ yếu cố gắng đưa thật nhiều tri thức, truyền thụ một chiều để trong thời gian hạn chế vẫn truyền tải được nhiều kiến thức đến người học, dẫn đến việc học trở nên nặng nề, quá tải. Nhưng xu hướng này đã thay đổi trong những năm gần đây. Giáo dục học sinh toàn diện thì không chỉ là giáo dục các con về mặt kiến thức, về mặt hoàn thiện nhân cách mà còn giáo dục cho các con những kỹ năng mềm, kỹ năng mà cần thiết của những con công dân hiện đại bây giờ. Việc hình thành nhiều câu lạc bộ ngay trong trường học giúp hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đã đảm bảo sự thống nhất, tương tác. Trong đó, giáo viên giữ vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, trọng tài. Học sinh không chỉ là đối tượng của hoạt động dạy mà cũng chính là chủ thể của hoạt động học. Trường thì cũng tạo điều kiện cho học sinh được mở ra những câu lạc bộ rất là nhiều, hát, nhảy, vẽ rất là nhiều. Và bây giờ con đang chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh chẳng hạn, có thể là tạo điều kiện cho các bạn có thể tự tin hơn, năng nổ hơn. Làm việc nhóm thì con nghĩ là sau này ra ngoài xã hội thì điều đó sẽ là một lợi thế vô cùng tốt với con, vì con có thể hòa nhập hơn với mọi người và nó lại điều chỉnh được công việc của cá nhân mình. Theo nhiều chuyên gia, mục tiêu của giáo dục toàn diện là giúp học sinh phát hiện khả năng của bản thân, trau dồi kỹ năng sống khi tiếp cận với cộng đồng, thế giới tự nhiên và các giá trị tinh thần. Và đây cũng là xu hướng của các nền giáo dục tiên tiến hiện nay. Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam. Đây là danh hiệu đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng khi đến thăm công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Chuyến thăm khảo sát của Thủ tướng diễn ra trước thềm hội nghị phát triển Sâm Ngọc Linh sẽ được tổ chức vào sáng ngày 6 tháng 9 tại Kon Tum. Phát biểu tại chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao yêu cầu chính quyền và cơ quan liên quan của tỉnh Kon Tum nghiên cứu bảo tồn Sâm Ngọc Linh cũng như xây dựng quy trình sản xuất giống, chăm sóc thu hoạch. Đi cùng với đó là mục tiêu đưa sâm Ngọc Linh vươn tầm quốc tế. Hiện tỉnh Kon Tum đang có 500 hectare sâm Ngọc Linh, đa phần được trồng trên đỉnh Chư Mon Ray ở độ cao gần 2.000m. Đây là loài chỉ Việt Nam mới có và thuộc loài sâm tốt nhất thế giới với 52 hoạt chất saponin cùng các chất chống oxy hóa.
Trong nhiều năm qua, công ty Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trồng bảo tồn được 470 ha sâm Ngọc Linh, giúp bảo tồn loài sâm quý này. Tỉnh Kon Tum có sâm Ngọc Linh là quốc bảo và giờ là cần làm cho sâm Ngọc Linh tạo nên quốc kế dân sinh cho tỉnh Kon Tum. Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vào chiều ngày 5 tháng 9. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bước đầu đã có nhà đầu tư lớn dám làm lớn trong bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. Giờ phải có cách làm để quốc bảo này tạo ra nhiều việc làm hơn cho đồng bào các dân tộc ít người và nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Muốn vậy, Kon Tum phải mời gọi được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các nhà máy chế biến sâm Ngọc Linh. Trên tinh thần tạo thuận lợi cho một lối ra mới của tỉnh Kon Tum, Thủ tướng đồng ý về chủ trương để tỉnh thực hiện việc thí điểm giao rừng và cho thuê rừng đặc dụng để trồng sâm Ngọc Linh cũng như các loại dược liệu khác dưới tán rừng, kết hợp với quản lý và bảo vệ rừng bền vững. Bởi ngoài sâm Ngọc Linh, Kon Tum còn có 853 loài cây thuốc và nấm làm thuốc, trong đó có 35 loài thuộc diện quý hiếm cần được bảo tồn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý về chủ trương để tỉnh Kon Tum lập đề án hình thành khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung với quy mô lớn, đồng thời giao cho tỉnh kêu gọi và tìm chủ đầu tư cho cụm công nghiệp này. Là một tỉnh nằm ở ngã ba Đông Dương giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và cũng là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc ít người, nên Thủ tướng đề nghị Kon Tum phải luôn đảm bảo tình đoàn kết, sự hài hòa trong đa dạng văn hóa giữa các dân tộc, đi cùng với việc duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh biên giới của Lào và Campuchia. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nâng cấp trung tâm dạy nghề tỉnh Kon Tum để phục vụ đào tạo nghề cho cả ba nước Đông Dương. Giải quyết đề nghị của Kon Tum về biên chế cho sự nghiệp giáo dục và y tế, Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ cùng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo làm việc với tỉnh Kon Tum và Đắk Nông để đề xuất với Thủ tướng giải pháp đảm bảo đủ giáo viên cho hai tỉnh này. Chính phủ từ đầu năm đã đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ thuế xuống còn không quá 5% tổng thu ngân sách vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì nợ thuế lại có chiều hướng gia tăng bởi nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình không chịu trả nợ thuế và số nợ thuế không có khả năng thu hồi cũng ngày càng tăng cao. Thực tế này cho thấy đã đến lúc cần phải có các giải pháp quyết liệt hơn, kể cả việc sử dụng các công cụ pháp lý mới để giải quyết nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ thuế khó đòi. Công ty tư vấn xây dựng Manhart Việt Nam đang bị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế thuế qua việc thông báo hóa đơn của doanh nghiệp không còn giá trị sử dụng do nợ Cục Thuế này hơn 27 tỷ đồng. Còn với Cục Thuế Hà Nội, công ty này cũng đang nợ gần 30 tỷ đồng và ngoài việc bị thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì còn bị phong tỏa tài khoản. Tuy chưa trả hết số nợ nhưng Manhart vẫn tham gia đấu thầu một số dự án. Có một số doanh nghiệp nợ thuế mà vẫn còn tiếp tục hoạt động kinh doanh của nó là vì chúng ta chưa rút cái giấy phép hoạt động kinh doanh của nó. Là vì khi anh muốn tham gia đấu thầu, anh muốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì anh phải có giấy phép. 8 tháng đầu năm nay, Cục Thuế Hà Nội đã thu hồi được trên 7.000 tỷ đồng nợ thuế, qua đó giúp tổng nợ thuế trên 90 ngày giảm gần một nửa so với năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp chây ý thuế, bất chấp Cục Thuế đã sử dụng các biện pháp mạnh. Trên thực tế thì cái số nợ này chúng tôi nó vẫn tăng đều. Lý do là cái việc mà phát sinh cái tiền chậm nộp và với cái nợ gốc thì do doanh nghiệp đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh. Đấy, chúng tôi đã phối hợp với kể cả các cái cơ quan chức năng cũng không thu hồi được. Cơ quan thuế cũng phối hợp với cơ quan kế hoạch đầu tư để thu hồi các cái đăng ký kinh doanh của các cái nhóm doanh nghiệp này. Nhưng mà việc mà áp dụng cái việc thu hồi đăng ký kinh doanh thì cơ quan thuế cũng không thể thu hồi được cái tiền thuế nợ động này. Tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý hiện chiếm khoảng 8,1% tổng số thu ngân sách, trong đó nợ khó đòi thu hồi chiếm tới gần một nửa. Thực tế này đã khiến Bộ Tài chính phải đề xuất giải pháp xóa nợ, khoanh nợ với các khoản nợ thuế khó đòi này. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu xử lý tốt nợ thuế thì không cần phải ban hành thêm các sắc thuế mới hay tăng các mức thuế hiện hành. Còn ngành tài chính thì kỳ vọng luật quản lý thuế sửa đổi nếu được thông qua sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu để giải quyết bài toán nợ đọng thuế và đảm bảo mục tiêu chính phủ đã đề ra là nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn tại kỳ thi tay nghề ASEAN 2018. Từ cuộc thi này cho thấy xu hướng các nghề mới 4.0 sẽ xuất hiện và chi phối định hướng đào tạo nghề. Các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắk Rông, tỉnh Gia Lai không quản khó khăn băng rừng đưa học sinh tới trường.
Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ ngày 5 tháng 9, 10 tấn gạo cứu trợ khẩn cấp đã được chuyển lên huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa, địa phương đang bị cô lập vì mưa lũ sạt lở đất. Hiện 400 hộ dân mất nhà đã được đưa về ở tạm tại đồn biên phòng Tam Trung, Ban chỉ huy quân sự huyện và các nhà dân ở thị trấn. Đồn biên phòng Tam Trung cho biết đủ lương thực dự trữ cho người dân trong vòng 10 ngày nữa. Toàn bộ tuyến đường chính từ xã Trung Lý vào trung tâm huyện Mường Lát đã bị đất đá vùi lấp. Hàng chục nghìn người dân đang thiếu lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết như muối, xăng dầu. Mường Lát có 7 người thiệt mạng và mất tích vì sạt lở, thiệt hại nặng nhất tỉnh Thanh Hóa. Tiếp bước nhiều loại nông sản của Việt Nam, thì ngày 5 tháng 9, sản phẩm nhãn muộn Hà Nội đã chính thức lô hàng đầu tiên xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu. 18 tấn nhãn muộn Hà Nội sẽ được đưa vào miền Nam sơ chế chiếu xạ. Sau đó thì lô hàng này sẽ được vận chuyển bằng đường biển và dự kiến trong 30 ngày nữa thì những quả nhãn Việt Nam sẽ tới tay người tiêu dùng Mỹ. Được biết, quả nhãn là một trong 5 loại quả của Việt Nam rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Cùng với đi Mỹ thì lần này 1 tấn nhãn muộn Hà Nội cũng sẽ được đưa sang thị trường châu Âu giới thiệu. Như vậy là cùng với thanh long, vải, vú sữa, nhãn Việt Nam cũng dần trở thành loại quả quen thuộc với người Mỹ và các thị trường khó tính khác trên thế giới. Với 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng cùng 16 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, đoàn Việt Nam đã đạt vị trí thứ 3 trong kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018 vừa qua. Kết quả này đã cho thấy tính ứng dụng cao của các nghề 4.0 trong cuộc sống. Nhiều nghề mới 4.0 sẽ xuất hiện và đây cũng là điều mà các trường dạy nghề đang hướng tới. Lần đầu tiên, một thí sinh ở đồng bằng sông Cửu Long đoạt huy chương vàng nghề lắp cáp mạng. Nghề sẽ tăng cường tính kết nối và tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp. Khi áp dụng như thế thì tăng năng suất và việc lao động của người nông dân sẽ được nhẹ xuống và năng suất lại tăng lên. Đồng bằng sông Cửu Long trước kia là chỉ là thuần về nông nghiệp, nhưng hiện nay là phải công nghiệp cao, chúng ta phải đưa năng suất lên, ứng dụng là công nghệ thông tin, cơ khí và tự động hóa vào thì chúng ta mới tăng được năng suất. Cho nên là việc này là cái việc nó rất phù hợp để phát triển vực dậy cái đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài các nghề truyền thống như ốp lát sàn, xây gạch giành huy chương vàng, thì các nghề công nghệ cao như bảo trì CNC, công nghệ thông tin giải pháp phần mềm cùng giành giải vàng. Với 25 trên 26 nghề của kỳ thi này có nội dung và tiêu chuẩn như kỳ thi tay nghề thế giới đã cho thấy, ASEAN không muốn tụt hậu về công nghệ và nhân lực. Qua kỳ thi này chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, rất nhiều những công nghệ mới, rất nhiều những vật liệu mới với sự tham gia có trách nhiệm của doanh nghiệp vào trong cái kỳ thi và cũng là sự tham gia có trách nhiệm của doanh nghiệp vào trong cái quá trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của các nước ASEAN. Quý vị, trong không khí cả nước vui mừng chào đón ngày khai giảng năm học mới, ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị câu chuyện của những thầy cô giáo tại vùng cao. Để có được ngày khai giảng hạnh phúc, để có được những lớp học sĩ số không thiếu một ai và quan trọng hơn là một tương lai tốt hơn cho các em học sinh. Những thầy cô giáo tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắk Rông, tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn đến tận bản làng đưa các em đến trường. Những con đường đầy sỏi đá, những con dốc thẳng đứng, những lối đi một bên là rừng, một bên là vực. Đó là hành trình của các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắk Rông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Vượt hơn 20 km đến với các điểm làng để đón học sinh tới trường. Trường chúng tôi có 28 cán bộ giáo viên nhân viên và cứ chiều chủ nhật là chúng tôi tỏa đi 10 thôn làng để đưa đón các em về trường học. Xã Đắk Rông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai là nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Ba Na. Họ sống rải rác trên những vùng núi cao. Phần lớn người dân đều chưa có ý thức cho con em tới trường. Mừng nhất là trên đường đi, các thầy cô lại gặp được các em đang tự giác xuống núi đi học. Nhà hai bạn này ở đâu rồi thầy? Qua hai quả đồi nữa mà cách đi phải một tiếng nữa mới tới nơi. Hôm là mình phải lên tận nơi mới đón các cháu về. Nhưng hôm nay các cháu tự giác đi học ngoan nha. Rút đi đấy. Ừ. Này thế nhá, sao cũng thế nhá. Gần chục năm qua, 13 thầy cô giáo tại điểm trường Đắk Rông vẫn làm công việc đưa đón học sinh đi học hàng tuần như vậy.
công việc diễn ra từ trưa và kết thúc khi trời đã tối. Có những hôm là đẹp đến 5 đến 7 độ, mưa gió nhưng mà chúng tôi vẫn đưa đón học sinh. Tất cả thầy cô đều tự nguyện tự đi đón các em về, là tự bỏ tiền xăng từ tiền lương của mình ra. Về trường, các em được các thầy cô yêu thương, chăm sóc, được cắt tóc và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Từ những lớp học không có học sinh, nhờ sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô, đến nay hơn 400 em đều đi học đầy đủ. Ước mơ của con sau này được làm cô giáo, ước mơ sau này được làm ca sĩ. Vượt qua mọi khó khăn, những chuyến đò yêu thương cứ tiếp nối suốt 7 năm qua, để mang đến tương lai cho học trò vùng khó. Và chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.